Chàng trai này bị bầy chó hung dữ vây quanh, nhưng đã gặp tai nạn bất ngờ, khiến Hầu Thiên Thuyền buộc phải nhập vào người anh. Do đó trí tuệ của anh tăng lên, học được pháp thuật, giúp anh có khả năng giao tiếp với chó. Nhờ chó giúp đỡ, với sự trợ giúp của Hầu Thiên Khuyển, anh đã trừng trị con chó tê đi quậy phá trong hoa khôi của trường. Không ngờ, điều đó lại khiến tên đại ca của trường để mắt tới anh. Chủ nhân sao hôm nay lại thay quần lót mới thế? Cái hôm qua trong suốt còn đẹp hơn chứ. Cái này quá dày, không nhìn thấy gì bên trong cả, nhàm chán quá. Trời ơi, có hình rồi, có hình rồi. Từ Lai, hôm nay cảm ơn cậu thật nhiều. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, khỏi cần cảm ơn. Vậy tớ đi trước nhé. Cảm ơn cậu nhé, có dịp tớ mời cậu ăn. Thằng nhóc, dám tán tỉnh người ta yêu trước mặt ta à? Xem ta xử lý ngươi thế nào nhé. Anh hai à, việc này cũng để mấy đứa em lo được rồi. Chúng nó sẽ xử lý thỏa đáng cho anh, bảo đảm làm cho anh hài lòng. Vậy giao cho các cậu đấy. Ta mong chiều nay sẽ thấy một thằng Từ Lai hoàn toàn mới. Thành ca, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Một bông hoa của tổ quốc sắp bị hủy hoại rồi. Cái đẹp gặp rắc rối. Lời này nói hoàn toàn đúng. Cậu còn chưa nói đến, Từ Lai này thật có khí phách, dám tán tỉnh Mục Vũ Tình ngay trước mặt Diệp Thanh. Chắc thật sự nghĩ mình sống quá lâu rồi. Từ Lai à, Từ Lai, gan cũng to lắm nhỉ. Ngay cả bạn gái của đại ca ta cậu cũng dám đụng vào. Trời ơi, ngươi tưởng không nói chuyện là qua chuyện hay gì? Đánh nó đi. Má kiếp, sao nó mạnh thế này? Wow, mình mạnh thật đấy. Để tôi nghe các cậu gọi cái gì. Trẻ trâu, thằng hèn, đánh ba thằng chó. Trẻ trâu, thằng hèn, đánh ba thằng chó. Thấy chưa? Thằng hèn này, hoàn toàn không dám động vào chúng ta. Haha, chắc bị chúng ta dọa sợ rồi. Nó là thằng hèn nhất, tôi từng thấy. Đúng rồi, cậu có tham gia sự kiện hôm qua không? Hôm qua chủ nhân đưa tôi đi spa, nên không thể đến được. Sự kiện gì vậy? Cậu không đến thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hôm qua, đại hoàng gọi rất nhiều chó trong khu đến, cùng nhau hạ tên hèn này. Cậu không biết, nó chạy nhanh như thế nào. Nghĩ lại bây giờ, cũng buồn cười thật. Thật á, đại hoàng mà không báo trước với tôi. Thật vô tình. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Thằng hèn, trẻ trâu, hai thằng chó, lại đây. Đuổi theo ta đi. Bệt mợ, đừng để ta gặp lại hai đứa chúng bay. Cái gì thế? Từ Lai nhóc này có vẻ không có việc gì cả. Tôi làm sao biết được? Hay là Diệp Thanh không tìm anh ta gây sự? Không thể nào, giờ tan học chưa? Hắn vẫn còn ở cùng Hoàng Ma bàn chuyện gì đó. Chắc chắn là bảo Hoàng Ma dạy dỗ Từ Lai một trận. Vậy sao chuyện này? Người chết ở đâu rồi hả? Tao bảo người đi dạy dỗ Từ Lai mà. Anh hai à, Từ Lai nhóc này có ma. Có vẻ như nó học võ công gì đó. Luyện cái má gì? Ba đứa ngươi không xử được một mình nó à? Chúng tôi hoàn toàn không đánh được. Nó quá nhanh. Một cú đá bay tôi ngay. Có vẻ ta đánh giá thấp nó rồi. Này, anh hai, xin nghỉ dùng tôi buổi chiều nhé. Chắc tôi chiều nay không đi học được đâu. Vô dụng. Ba thằng Hoàng Ma bị Từ Lai đánh. Diệp Thanh lại tập hợp cả chục tên để chờ đánh Từ Lai sau giờ học. Có chuyện gì vậy, Diệp đại ca của tôi? Ai đã chọc giận anh lần này? Hoàng Ma bị người ta đánh. Bị đánh à? Thằng nào ngồn cùng thế, dám đánh người của anh? Cho tôi biết là ai, tôi sẽ dẫn người tới xử lý nó ngay. Là một thằng tên Từ Lai trong lớp chúng tôi. Hôm nay Hà Vũ Tình liếc mắt đưa tình với nó.
Tôi thấy khó chịu nên bảo Hoàng Ma dẫn hai đứa đi cảnh cáo. Ai ngờ Hoàng Ma lại bị đánh nhập viện. Ba thằng kia không ai đánh lại được Từ Lai cả. Có vẻ Từ Lai học võ, một cú đá bay ngay Hoàng Ma. Thú vị thật đấy. Có vẻ tôi phải tự mình gặp thử thằng nhóc đó, xem võ sư này trông như thế nào. Đi, kêu mời mấy chục đứa em, tụ tập ở cổng trường chiều nay. Dạ, anh Binh. Cái quái gì thế này, chỗ quỷ quái nào vậy? Không có tín hiệu gì cả. Có rồi, Hello, Thuận Phòng Nhĩ, nghe thấy không? Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Có phải Nhị Lang Chân Quân không? Là tôi đây, là tôi, thật mệt chết tôi rồi. Cuối cùng cũng liên lạc được. Cậu lập tức tìm Mộc Đế, bảo ông ấy cứu tôi ra khỏi đây. Tôi xuống trần gian rồi. Cậu không phải cùng Hầu Thiên Khuyển đi thực hiện nhiệm vụ à? Sao lại chạy xuống trần gian? Đừng nhắc nữa, lúc tôi và Hầu Thiên Khuyển thực hiện nhiệm vụ thì gặp phải một con yêu quái, một bà tai bay cả hai. Bây giờ Hầu Thiên Khuyển vẫn chưa rõ tung tích. Cậu lẹ lên cứu tôi ra ngoài. Tôi còn phải đi tìm nó nữa. Vậy giờ cậu đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, sau khi bị vả bay, rơi vào cái hang này ở trần gian. Cậu còn không biết vị trí của cậu. Làm sao chúng tôi biết đi tìm cậu ở đâu? Thần nhãn kia, không phải nói, đã cài đặt hệ thống GPC gì gì đó trên người tôi à? Cậu đi tìm nó đi, nó chắc chắn biết tôi ở đâu. Gì, cậu nói gì? Tín hiệu không tốt, cậu nói to lên đi. Tôi nói, cậu đi tìm thần nhãn, hắn biết cách xác định vị trí của rồi. Gì, cậu nói gì? Có vẻ hết tín hiệu rồi. Tôi nói cậu đi tìm thần nhãn. Cậu bảo tôi đi Hải Đồng Loan. Không, cậu ở Hải Đồng Loan. Tôi biết rồi, sẽ lập tức cử người đi cứu cậu. Mày thằng ngu, là thần nhãn. Hải Đồng Loan thì Hải Đồng Loan, sao còn chửi người nữa? Đừng tưởng vì chức cao hơn mà được ức hiếp tôi. Tôi cũng có nhân phẩm. Năm ngoái tôi mua đồng hồ. Khuyển ca, Khuyển ca, mau ra đây. Thằng nhóc, ngươi có việc gì? Không thể để ta nghỉ một chút à? Cậu còn nghỉ nữa à? Tôi sắp bị đánh chết rồi. Cậu bảo bây giờ tôi có thể đánh lại được cả chục tên kia hay không? Với thể lực hiện tại của ngươi, đánh hai, ba tên cũng được. Chục tên à? Nghĩ nhiều quá rồi. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao cơ, còn làm sao nữa? Nếu không muốn chết thì chạy đi. Chạy à, bây giờ mới sợ à? Lúc nãy còn hớn hở lắm cơ mà. Vậy cức, thằng nhóc kia đứng lại. Mà nó, dám chạy, đuổi nó cho ta. Khuyển ca, mau ra cứu tôi với. Tôi chạy vào đường cụt rồi. Đúng thằng ngu, ngày ngày chạy mà vẫn chạy vào đường cụt. Nhãn lực vừa truyền cho ngươi là phép luyện thân hóa hình hoàn chỉnh, sau này ngươi sẽ sử dụng được. Đúng rồi, ngươi thích chó gì nhất? Tôi thích chó Alasker nhất ạ. Mắt rất ngầu. Không tồi, không tồi. Câu hỏi việc này làm gì vậy? Người đâu? Hắn đâu rồi? Trần Binh và đàn em đuổi đánh Từ Lai, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta trong ngõ cụt. Này, các cậu nhìn kìa, phía kia có cái ba lô. Cái này chính là ba lô của thằng Từ Lai. Còn người đâu? Trời ơi, sao cậu biến tôi thành chó vậy? Không à, còn cách nào hay hơn để chạy trốn không? Chứ không thể biến tôi thành chó chứ. Biến thành chim bay đi thì dễ hơn mà. Biến thành chim mà. Phép tiên mà ta truyền cho ngươi là do ta tu luyện trước đây. Có thể biến ta từ chó thành người, và cũng có thể biến người thành chó. Chỉ có hai hình thái này thôi. Sao, ngươi còn kén chọn nữa à? À không không, Khuyển ca, mau biến lại đi. Chắc tôi đã an toàn rồi. Thật là oan gia ngõ hẹp. Nhanh lên, lại là thằng ngu kia. Lại gặp nó rồi, chúng ta hãy dọa nó. Cái đẹp, hai đứa chó chết tiệt muốn chết à? Không ngờ người phía trước có thể hiểu được lời chúng nói. Gọi ta là thằng ngu có vui lắm không? Có gan thì cứ tiếp tục đi, rồi sẽ ăn đòn thiên miên xác của ta. Trời ơi, tha mạng cho tôi. Mông của tôi đau quá. Ai bảo ngươi gọi ta thằng ngu? Lần này cho ngươi bài học. Lần sau còn dám không? Cứ đứng đó, có gan thì đừng chạy.
Sao, còn muốn cắn à? À không, cắn chó. Cứ đợi đấy. Cứ đợi đi. Vừa vặn cho các người thấy, vợ đánh chó của ta. Anh Đại Hoàng, chính là hắn. Vừa rồi chính hắn bắt nạt tôi. Ngươi chính là Đại Hoàng à? Ngươi có thể hiểu được lời chúng ta nói, dĩ nhiên rồi. May mắn là có thể hiểu được. Nếu không, các người chế giễu ta như vậy mà ta còn không hay biết gì. Là chế giễu à? Chúng ta nói sự thật thôi. Sự thật cái đầu ngươi à? Nếu ngươi nói thế, thì ta không thể nhịn được đâu. Thôi, chế giễu người đấy, ngươi làm gì được ta cơ chứ? Hôm qua có rất nhiều chó đuổi ta. Là do ngươi gây sự phải không? Đúng vậy, không biết hôm qua, ai thấy chúng ta? Rồi quay đầu chạy mất. Nhìn ngươi bây giờ có vẻ muốn đánh nhau à? Vì ngươi có thể hiểu chúng ta nói gì. Thì theo luật lệ của chó chúng ta. Luật lệ gì? Luật giang hồ. Đầu tay đôi, một chọi một. Ai cũng không được phạm luật. Đại Hoàng bọn chúng hoàn toàn có thể cùng xông lên đánh tôi. Nhưng chúng đã không làm thế. Như vậy, Đại Hoàng này khá theo luật. Được đầu tay đôi vậy. Hy vọng người sẽ không hối hận. Hối hận, câu này nên ta nói với người mới đúng. Thua chưa? Nhận thua ta tha cho. Tử Lai dùng thiên niên sát, hai con chó bị đánh liền gọi Đại Hoàng và đàn em tới giúp, không ngờ cũng bị đè xuống mát xa trên đất. Thua chưa? Nhận thua ta tha cho. Được rồi, em nhận thua. Không ngờ các mấy con chó các ngươi lại khá là có tín nghĩa. Nói đấu tay đôi, là đấu tay đôi, thua cũng không tìm cách trốn tránh. Đại ca Đại Hoàng chúng ta luôn nói một không hai. Ở đây vài con phố xung quanh đều có tiếng tăm, tuyệt đối không thiếu tín nghĩa. Hôm nay coi như ngươi may mắn thôi. Nhanh chóng cút đi. Ngươi ở khu vực này khá nổi tiếng đấy nhỉ. Vậy trong đám các ngươi, có ai là đại ca không? Bầy cừu có con dẫn đầu. Đám chó các ngươi, chắc cũng có con chó đầu đàn chứ. Có chứ, sao thế? Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp con chó đó không? Sao lại cười, chuyện gì thế? Anh Đại Hoàng, chính là đại ca ở đây. Chúng tôi đều theo Đại Hoàng. Vậy ngươi là đại ca ở đây à? Là chó đầu đàn. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Nếu không, sao bọn chúng lại gọi tôi là Đại Hoàng? À, tuyệt quá, thế thì dễ xử lý rồi. Tử Lai liền kể với Đại Hoàng chuyện Diệp Thanh và bọn chúng tìm anh gây sự và nhờ cậu giúp đỡ. Đại Hoàng cũng đồng ý ngay lập tức. Từ hôm nay, người này là em trai ta. Sau này gặp cậu ta, cũng phải đối xử như các đối xử với ta, nghe chưa? Dạ, đại ca. Nói từ này đến giờ mà vẫn chưa biết tên người anh em là gì. Tôi tên Tử Lai. Sau khi thỏa thuận xong việc nhờ Đại Hoàng giúp đỡ, Tử Lai quay về nhà và bắt đầu luyện tập phép luyện thân hóa hình do Hầu Thiên Khuyển truyền thụ. Không lâu sau, anh đã thành công biến thành chó Alasika. Tuy nhiên do pháp lực còn yếu nên đành phải trở lại hình dạng người. Chỉ có thể ở dạng chó Alasika chờ pháp lực hồi phục và trải qua một đêm khác thường. Vãi thật, tên kia không phải Tử Lai sao? Sao hắn còn đi học được? Đúng thật là hắn rồi. Thằng nhóc có vẻ không bị thương gì cả. Hay là Trần Binh chưa đánh hắn? Không thể nào. Lúc đó Diệp Thanh cũng có mặt mà. Trần Binh không tìm hắn gây sự thì Diệp Thanh tha cho sao? Trời ơi, thật là kỳ diệu. Mau theo sau xem thử. Hình như hôm qua bao lâu của tôi bị thất lạc. Các cậu nhận được phải không? Có thể trả lại cho tôi được không? Sắp vào giờ học rồi. Hôm qua chưa dạy cho ngươi một bài học, nên ngươi càng lúc càng lộng hành à? Bao lâu của ngươi ở đây? Muốn lấy lúc nào cũng được, nhưng mà hôm nay ngươi phải ngoan ngoãn, đừng chạy như thằng chó nữa. Trời ơi, thì ra Tử Lai nhóc này vẫn đi học bình yên như thế, hóa ra là vì đã chạy trốn. Chắc sợ đến mức mất hồn. Hôm qua các cậu vây quá đông mà không báo trước cho tôi chuẩn bị. Không chạy thì làm gì? Không báo trước với cậu à? Vậy bây giờ tôi báo trước nhé. Hôm nay sau giờ học, nếu là đàn ông thì đừng chạy. Cậu chắc chứ? Tôi rất chắc. Để phòng các cậu lại vây đông tôi, tôi đã rủ thêm vài anh em. Không sao chứ? Ngươi mà cũng rủ biết rủ anh em à? Không biết ngươi có nói với họ ai sẽ đánh ngươi không nhỉ? Ta thật tò mò muốn biết những người anh em đó là ai dám chống lại tôi. Đến giờ tan học, Mục Vũ Tình nghe Tử Lai sẽ đi gặp Diệp Thanh nên vội gọi lại cậu ta. Tử Lai, hay là cậu đừng đi nữa.
Trần Binh, đánh nhau rất lợi hại, tôi sợ cậu ấy. Tử Lai hơi bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ rằng Mục Vũ Tình lại tự nhiên quan tâm đến mình. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Phải cẩn thận, là Diệp Thanh mới đúng. Nói xong, Tử Lai ai vệ quay đi, để lại Mục Vũ Tình đứng bần thần, ngơ ngác tại chỗ. Không phải ngươi nói, gọi đến một đám anh em à? Bỏ chúng ra đi. Chúng đang ở bãi đất trống bên kia. Chúng ta sang bên đó đi, ở đây đông người quá. Nếu mà các cậu bị đánh thảm bại, nhiều người xem thế này, chắc sẽ xấu hổ lắm đấy. Được rồi, chúng ta sang bên đó. Tôi cũng muốn xem ai là người dám công khai chống lại tôi. Và họ là ai,